Chị Hồ Thị Tiệp muốn lên chương trình tìm một nửa yêu thương. Chị kể hoàn cảnh của chị nghe mà xót xa. Chồng thì mất, con thì không thương. Mỗi lần nhậu vô thì đuổi chị đi hai ba lần rồi. Bây giờ chị lên đây để kiếm một người nương tựa. Cái tuổi già thì quan trọng nhất là anh đó phải có cái nhà, nhà lớn nhà nhỏ gì cũng được hết. Thì cái câu chuyện của chị như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mà hàng khô thì cũng gần tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Sống chung không lo chị được cái gì luôn hả? Không lo được gì hết trơn, mà còn nhậu vô là đuổi quậy chị, đuổi chị đi lần này nữa là lần thứ ba nữa, không lo quậy chị nữa. Rồi em chào chị nha. Chào chú hả? Rồi bây giờ em nói lại nha, cái này là chị có nhu cầu điện đến em để lên tìm một nửa yêu thương, chứ em không có gủ ghen gì chị hết. Em làm cái nối thương này làm công việc đàng hoàng đó, nên mấy chị muốn đến đây tham gia chương trình thì sau khi em đăng cái clip này lên là sau này con chị hoặc là chị kêu em xóa clip hoặc là gỡ clip, là cái điều đó là không được. Em nói trước, chị có đồng ý không? Đồng ý. Rồi rồi chị giới thiệu đi, chị tên gì và quê quán ở đâu, nhiêu tuổi? Chị tên Hồ Thị Tiệp, ở Cái Nai, Mụ Bà, năm 1965. 1965. Chồng mất chồng mất 9 năm rồi. Chị có mấy người con? Ba người con, hai gái một trai. Ba đứa con, hai gái một trai. Hai đứa con gái thì có gia đình ở bên chồng hết trơn. Chị hiện tại thì chị ở với thằng trai đó, trai ngỗ nghịch đó. Hiện bây giờ là chị muốn có muốn tìm một người bạn là để đi đi nơi khác sống đúng không? Chị hiện giờ làm cái công việc gì? Chị như giúp người chị bán vật tư á. Chị ruột của mình hay sao chị, hay là chị ở sớm? Bà con bên chồng chứ không có ở sớm. Rồi đó Chị đó. thu nhập tháng được 5 triệu. Làm ở đó tháng 5 triệu. Cơm nước tao bao hay sao chị? Cơm nước thì tao bao mình ăn uống hết vậy đó. Tao bao mình ăn uống ha. Bảo hiểm thì mỗi năm thì chị cũng mua bảo hiểm cho mình. Coi như là cơm nước bao bảo hiểm mua cho chị luôn, vậy cũng được. Coi như là một tháng là mình còn dư 5 triệu. Cơm nước tao bao hết rồi. Chị đâu có lo gì đâu. Tại vì cũng như hồi đó chị đi mời ta đám cưới đám tiệc đồ, giờ người ta cũng mời lại mình cũng bỏ được tiền ra mình đi Tốn chứ là thằng tốn. trai đó đâu có lo đâu. Tốn Thằng tốn. trai nó nói nợ đó là nợ của chị trả chứ nó không có trả. Nợ gì? Nó cũng như nó nói hồi đó mời đám cưới đồ chị em nó đồ đó, thì bây giờ chị phải lo số tiền đó đi lại cho người ta chứ nó không chịu trách nhiệm. Con chị sống chung không lo chị được cái gì luôn hả? Không lo được gì hết trơn, mà còn nhậu vô là đuổi quậy chị, đuổi chị đi lần này nữa là lần thứ ba nữa, không lo quậy chị nữa. Vậy con chị đủ gì đi luôn. Nó nói ba nó chết rồi sao không đi còn ở đây hoài. Trời ơi, sao kỳ vậy? Ủa nó sao mà con là con mà nói gì kỳ vậy? Bởi vì nó nhậu vô rồi nó vậy đó. Chị buồn chị mấy em tính mà kiếm thêm người nữa, chị đi theo người đó sống luôn chứ. Chị không có muốn ở gia đình đó nữa. Coi như là nếu mà tính ra cái hoàn cảnh của chị cũng gọi là đáng thương. Tại vì khi mà ở trong gia đình mà làm mẹ mà coi như là chị không có quyền, đúng không? Chị không có quyền. Ê, thôi đi, coi như là ở đó mình bỏ qua đi. Bây giờ
chị kể vậy xíu về tận tình của chị đi như thế nào. Đánh chị thì hay giận dai chứ mà miễn mà ai mà nói chị một tiếng là chị bỏ liền không có, còn không nói là giận hoài đó. Coi như là nếu mà cái anh đó mà có làm gì chị là chị dặn là chị phải cái anh đó phải năn nỉ chị thì chị bỏ qua không dặn nữa à. Đúng không? Ừ. Đúng. Còn nếu mà chị có anh lỗi thì không sao? Có nói tiếp. Hả? Nếu mà chị sai thì sao? Chị sai thì chị xin lỗi liền hả? Chị biết cái lỗi của chị. Còn nếu mà anh đó sai mà không chịu nhận lỗi là chị giận hoài. Coi như là anh đó sai thì năn nỉ chị về quê. Còn nếu mà chị sai thì chị xin lỗi lại. Mà trong trong khi đó chị có biết mình đúng hay mình sai không? Sao không biết? Có người người ta không, có người ta biết đâu, phải có, mình bước được đâu. Có người người ta là cho rằng là mình đúng đó chị, rồi sai. Có thấy nhiều người đúng, có người sai mà nói là mình đúng không à, chứ không chấp nhận là mình sai. Với chị cũng có người chị đó. Chị sai ra sai, đúng ra đúng à. Mà chị đánh chị thì không có định bợ ai chứ, ai chặt thì nói chặt, ai trúng nói trúng chứ không định bợ ai. Nói chung em cũng nghe thẳng là sai là em chấp nhận sai, đúng là nói đúng chứ đó, chứ chị mình cũng không vậy, có... đánh chị vậy đó. Rồi bây giờ thì theo như chị là chị để mà chọn một người đàn ông là chị muốn người đàn ông đó như thế nào? Đàn ông đó cũng mất vợ như chị mất chồng vậy đó. mất vợ, mất vợ. Mất vợ chị là cũng chị như chị mất chồng vậy đó. Chị nói chung ra là rồi những người ta thôi vợ. Những người thôi vợ là chị không chịu. Không chịu. Ủa người ta thôi vợ rồi sao mà chị không chịu? Tại vì ta sống ta so sánh á, nhiều khi mình về mình sống không bằng mình vợ ta, cái người ta trở lại vợ người ta bỏ mình bơ vơ. Không phải đâu mình chị ơi. Mình tuổi già rồi mà đâu có còn trẻ đâu mà lựa chọn được một hai lần gì nữa. Đã người ta là ly dị thì chia tay với vợ thì sao mà chị nói sợ trở vậy với vợ là sao? Đã chia tay rồi cũng như bây giờ vậy đó, bây giờ chị ly dị ông xã chị đúng không, ví dụ vậy. Ví dụ rồi ly dị rồi làm sao mà trở lại ở, hiếm lắm. Hiếm có mà chia tay rồi mà trở lại hiếm lắm chị. Ít lắm. Nè, chị nói đại khái là có thật nè. Hồi lúc đó anh Sơn anh lên chương trình á, anh nói anh ly dị với vợ, anh có giấy ly dị luôn phải không? Đúng rồi, có giấy ly dị đàng hoàng. Rồi. Mà vợ anh ở với vợ. Không, cái đó chị hiểu lầm mà chị không qua không biết đàng ở, cái là hai cái nhà ở cái bên. Hai cái nhà ở cái bên, mỗi một người ở một bên. Đó. Chứ không phải là vậy mà có giấy ly dị đàng hoàng chứ đâu phải không có giấy ly dị. Có nhiều người ta không biết, có nhiều người ta không biết rồi ta nói sống chung trong nhà, đúng là sống chung trong nhà nhưng mà hai cái nhà cặp kè sát một bên. Rồi không thì có hiểu. Cũng có kể cho chị nghe. Anh có kể cho chị nghe là cơm nước là vợ anh nấu ăn uống gì chung đó đó. Rồi mà bả theo bả quậy hoài hà. Rồi anh không có yên ổn được. Anh thử thôi bây giờ không thôi bây giờ không phải đâu chứ bây giờ bỏ chuyện đó đi. Anh nói là chị một người đàn ông á có khi á là chị nói là thôi vợ rồi lại quay về ở. Em nói chị nghe nè, cái anh đó anh siêng năng, anh cần cù, anh lo làm, mà người vợ có khi có người khác, rồi có khi ăn chơi cờ bạc rồi cũng thôi chồng cũng bình thường, rồi lỡ mà mấy người đó nó xảy ra trường hợp đó hôm đó chị không chọn đúng không? Đó. Nói chung là vợ chồng thôi nhau là nó có nhiều cái trường hợp lắm. Chị để cái máy rằng là thấy gần cổ với cái đầu chị còn không thấy cái màn hình chứ. Ơi. Chị thấy đâu gần cổ thân hình. Đó, mà nhích tới nhích lùi. Chúng nhích tới chúng nhích lùi cái nó. Đó mà cái máy nó chưa chỉnh. Chị coi trong màn hình mình coi là cái chị máy đâu làm sao mình chỉnh lại chứ thấy cần cổ cái đầu mà. À, bây giờ nó tới chị, lại là bây giờ chị kiếm người mất vợ đi. Còn mà tiếng chung người mà mất vợ còn chia tay là không chịu.
Mỗi người có một cái Cái vậy ý kiến riêng tư khác nhau. Rồi chị có chọn gì nữa không? Chị có phải ra cái điều kiện gì nữa không? Anh đó phải có nghề nghiệp, nhà cửa, hay là có mảnh vườn, hay là có cái gì đó nghĩa anh chị có không? cái nhà mình ở được rồi, làm kính mưa gió ở được rồi, không cần lớn không. Nói chung bây giờ chị chọn cái người đó là đơn giản. Mà chị nói trên đây nè, em cũng nói thiệt luôn nha, khi mà chị nói trên đây, khi mà có âm ấy anh là có đi tiêu chí như thế nào thế đó đó, rồi bắt đầu cái xin số điện thoại chị, rồi lúc đó chị không chịu cái người ta lại nói em nữa, nói thường thường mấy anh Đó. hay là mấy anh mấy chị đó tiếng ơi. Cái cô đó đó hoặc là cái anh đó đó nói trên chương trình nó không đúng theo như vậy, tới chừng mà anh xin số á là lại nói khác đi đó, hay là hoặc là cái chị nào đó thì nói anh đó lên chương trình thì cũng nói thì trên giường như vậy mà ra ngoài nói cũng khác nữa đó, thì điện nghe em nói em cái đó này rất là nhiều. Mà nhưng mà ở đây em cũng nói rõ cô chú anh em là xin số tiếng ở đây là tiếng không cấp đôi cho em hết, tiếng cũng nói là rất là nhiều. Cô chú anh em thích số điện thoại của ai thì tiếng có nhiệm vụ để cho thôi, coi như là tiếng là một người chia sẻ thông tin thôi, còn mà để cô chú anh em mà anh chị em mà đến với nhau á đó là quyền của anh chị, em không xen vào. Lỡ mai này có chia tay đi nữa thì được cái để thừa em, tại vì em đâu có chọn cho mấy chị đúng không đó, rồi em đâu chọn cho mấy anh, nên mà lỡ có chuyện gì thì cũng đừng nói em không liên can trong đây đó. Em cũng nói trên clip rất là nhiều điều, mấy anh mấy chị mà muốn mà đến với nhau á thì phải tìm hiểu cho nó kỹ càng rồi hãy đến, chứ để đến rồi trong vòng không được bao lâu lại chia tay thì cái điều đó em không muốn đó, tại vì ai cũng đã lớn hết trơn rồi, không còn mà cái tuổi 19 20 tuổi nữa là cái tuổi còn bồng bột nữa, nên mình muốn đến ngay là mình phải suy nghĩ cho nó rõ ràng hơn, chứ mà đến với nhau rồi cái năm 10 bữa hoặc là 5 6 tháng hoặc là 1 năm cái nói thôi ông này không tốt, bà này không tốt đó, rồi làm gì mà lỡ dở chi nữa mất công đó. Bây giờ cứ suy nghĩ, cứ tìm hiểu từ từ, như hồi chú hồi hồi sáng có một chú là nói là bây giờ chú xuống với Tiến là chú thích cô đó, là bắt đầu mình mua đồ về mình đi đến nhà cô đó luôn, phải là tắn tới luôn, nói trời ơi chú cái này là không phải là chú quen bồ bịch, đây là chú một người thương để chú đem về nhà chung sống, chứ không phải là như mà chú ra chợ gặp một cái bánh chú mua ăn thì rất là dễ đó, còn vợ chồng là đến với nhau là nó khó lắm, rồi nói chuyện không hợp về cãi cọ rồi đủ thứ cho người chia tay nhau, mỗi lần đến với nhau đâu phải là chuyện đơn giản đó. Nên mấy anh mấy chị lên chương trình của em mà cái điều em nói là các em là người chân thật, chứ không phải như chứ mới lên mấy anh mấy chị lên là nói sao cũng được, thì muốn làm sao cũng được hết, thì cái đó là cái quyền của anh mấy chị, nhưng mà sau này đừng để thừa em cái kênh của em là nó làm mà như thế này chứ nào, em không có xúi chịu mấy anh mấy chị bất cứ cái điều gì hết đó. Mấy anh mấy chị tự tìm hiểu tự đến với nhau thì sau này mấy anh mấy chị tự chịu trách nhiệm về cái công việc của mình làm là vậy. Chị cũng như chị cần có cái nhà nhỏ lớn gì đó mình ở kính mưa kính nắng gì đó, chứ không có cái nhà khổ lắm chú ơi. Đúng rồi, thì thật sự nói là có nhà thì mình không có cần phải mà tốn tiền nhà, với tí mình đi mặn ngày là hai chồng mặn ngày 200.000 thì có thể mình ăn đủ rồi đó, mà khi mình không có mà nhà thì cái tiền đó nó phải xuất ra để tiền trả tiền nhà trọ đó, thì nó hao hụt đó. Rồi chị chọn một người có nhà, đơn giản có nhà không không có cái gì ông đóng đi bán vé số chị chịu không? Thì miễn có cái nhà ở mình bằng sống cũng được. Ông bán số chị luôn không?
bán vé số một ngày là bán kiếm được 300.000 nữa chị, chứ không ít đâu chị. Bởi vậy định nói chê mấy người bán số, bán số vậy chứ sợ mình chọn cái người mà ta không chịu làm, chứ chịu người chịu làm nữa. Em nói chị nè, thật sự giờ nói đó, mấy anh mấy chị mà muốn mà lên chương trình đó, mà để mà có người chồng á hoặc là người vợ á, thì mấy anh mấy chị cái này em tâm sự thật lòng, em là một người làm thật lòng chứ không có làm giả dối gì ở đây. Thật sự ra nói á, những cô chú anh chị em á, lên chọn á, là mình phải nhìn cái vị trí mình nằm ở đâu, với em nói thật, thì mấy anh mấy chị mới có được một người vợ hoặc là một người chồng nó đích thực. Còn mà em cũng nói là tại vì cái quyền của mấy chị thì chọn lựa thì đó quyền của chị thôi, thật sự mấy chị đòi hỏi cũng cao quá thì nó cũng không có được như ý muốn mình đâu. Nó nói em nó thật lòng, nó em tâm sự sẵn đây là em tâm sự là những cô chú anh chị em này trước khi lên chương trình của Tiến phải suy nghĩ cái điều đó đó. Ví dụ bây giờ đi, bây giờ mấy cô chú anh chị cũng đã lớn tuổi rồi đó, thì cũng không nên đòi hỏi cao quá, đòi hỏi vừa trung bình là được rồi đó. Cũng phải đòi hỏi nhưng mà đòi hỏi trung bình được rồi, đừng đòi hỏi mà quá cao thì không bao giờ có một người chồng nào hết và hoặc là người vợ nào hết, thật sự luôn đó. Cái lời này là em tâm sự là thật tình đó, mình lựa chung chung thôi là sẽ có. Còn đòi hỏi mà cao quá thì thật sự nói là để mà kiếm được đến nhau, em khẳng định một điều 100% là không giờ có. Như bây giờ chị suy nghĩ kỹ ra đi, chị cũng không có đòi hỏi gì cao. Không, đòi hỏi cũng vẫn cho đòi hỏi chứ không phải là không đòi hỏi. Tại vì phụ nữ muốn đến người đó là ai lúc nào cũng muốn là một người đó không phải bảo bọc, lo lắng cho mình thì cái chuyện đó quá bình thường đó. Nhưng mà đòi hỏi với cái mức tầm của mình thôi, đừng có giới cũng như là giới cao quá, đó là cái điều đó không được đó. Đó thì cũng mình cũng đòi hỏi chứ, nhưng mà đòi hỏi bình thường thôi đó. Chứ bây giờ mình nói không đòi hỏi là cái chuyện nó không đúng, phải đòi hỏi nhưng mình hỏi với cái mức cho phép đó. Chứ không lẽ bây giờ cái ông đó giờ nó không, tôi không đòi hỏi, ông đó không không ở nhà, ông không làm cho sáng chỉnh gì sai, thương mấy chị chịu không, đúng không? Tối ngày lo ăn nhậu không làm gì chơi rồi sao được. Nói chung là đòi hỏi cũng vẫn đòi hỏi bình thường, nhưng mà đòi hỏi với cái mức độ thôi, chứ không có đòi hỏi nhiều quá là mấy anh chị không có có được cái hạnh phúc. Bây giờ mấy anh chị là cũng lớn tuổi rồi, rồi mình kiếm cái chỗ mà để nương tựa cái tuổi già thì bây giờ lớn tuổi ăn cái gì nữa, cái tiền bạc nhiều cũng có được cái gì đâu đó. Mà bây giờ cái người đó giàu đi, thương chị đi, thì người đồng tiền của người ta với chị, mấy chị nó vô ăn bộ dễ lắm sao, khó ăn lắm, không có đơn giản đâu đó. Bây giờ mà anh đi chơi tối ngày nè, chị la đi chứ, nói sao ông đi chơi tối ngày, rồi cái anh đó trả lại một câu tiền của tôi xài chứ tôi xài tiền bà đâu, rồi lúc đó thì sao, chị nói sao, đúng không? Đó, em nói cái này là thực tế, em có thực tế luôn. Còn mà để mà hô ăn được đồng tiền của một người nào đó, thật sự ra nói không bao giờ đâu, khó lắm. Cho chị chút đỉnh được, chứ mà hôm mà cho chị số tiền lớn không bao giờ có xảy ra. Từ ra là chị là một người thiếu nữ trẻ đẹp thì cái điều đó có, chị muốn cái gì có hết, người ta lo lắng, người ta cưng chiều chị đó, bất cứ ai cũng vậy hết. Còn đến cái tuổi đã hàng 60, năm mấy 60 rồi, thì để mà chọn một người là có nhà có cửa ổn định, công việc ổn định chút xíu là mình mừng, mình vui rồi đó, có người bên cạnh để mà đỡ ốm chăm sóc là vui rồi. Mà chú nói rồi, chú cũng cho tôi nói nha, thí dụ mình gặp cái người đó mình thương mới được chứ, thì đúng thương rồi. Sao mà đến với nhau được, thì đúng rồi, thì cái người mình thương mình hợp thì mình mới đến nhau chứ, không lẽ mà cái người đó chị không hợp mà chỉ đến nhau được, thì em nói thì em nói vậy thôi. Thì em cũng có nói là em chỉ một người chia sẻ thông tin, còn cái quyền quyết định ở đây là quyền định của mấy anh mấy chị, em không xen vào, em có không bằng ra mà kêu em
Tiến ơi đốc vô giùm cho chị em không đốc, tại vì đốc vô mai mốt có chuyện gì cái đấy. Cái quyền của người ta chứ đâu phải quyền của chúng đâu. Đúng rồi, giờ cái không có suối em á kêu nói vô cho chị đi, nói vô chị đi rồi mốt có chuyện gì cái anh nó lo ra anh nói em sao đúng không? Thì nói chung là em ở đây là tâm sự cho mấy anh mấy chị biết đó, còn chọn lựa thì em không xen vào đây chứ em không xen vào đó, cô mấy anh mấy chị chọn ai cũng được hết. Cũng như chỉ người mà dắt mai mối vậy thôi, ai tìm hiểu làm là đúng rồi, thì mấy chị tìm hiểu muốn vậy muốn chọn ai cũng được hết, em không xen. Em cũng nói trên clip là rất là nhiều lần em không xen vô cái chuyện tình cảm đó. Bây giờ cho chị nói là Tiến ơi, chị thích số của anh đó đó, rồi em cho giùm đi đó, thì em cho rồi đó, rồi đó rồi tự anh chị liên lạc rồi điện với nhau đó. Rồi bây giờ chị nói, chị nói một câu nào đi để cho cái anh nào cảm thấy anh nghe được và anh hiểu được thì anh sẽ liên hệ với em rồi cho số mà em cũng nói trước nha. Cái câu nói của em là mấy anh muốn thích rồi xin số là không phải, mấy anh phải lên chương trình mới được nha, chứ không phải là nói là đăng lên rồi ai cũng xin là xin đó. Mấy anh hiểu cho rõ. Bây giờ chị nói một lời nào đi. Thì hôm nay chị lên chương trình vậy, chị muốn nhắn gửi với mấy anh thí dụ mà thấy chị mà thương cái nhân tình của chị thì hãy đến xin ghi hình của chú rồi xin số. Yeah. Chị cũng mới đồng ý. Yeah. Chứ như không mà xin khơi khơi chị cũng không chịu nữa. Yeah. Vì cũng như là sợ không biết người đó có thật không. Chị có chọn anh đó nhậu nhẹt gì không? Hay là hút thuốc hay là gì không? Miễn anh đừng hút thuốc được rồi. Đàn ông thì cho uống rượu đồ cũng chút đỉnh mà hút thuốc thì chị chịu không được. Ừ. Nhỏ tới lớn giờ cái mùi thuốc chị khó chịu lắm. Rồi. Vậy là anh nào mà muốn thích chị là không phải bỏ thuốc. Phải bỏ thuốc nha mấy anh mới mới là chị mới là nói chuyện nha. À. Rồi thứ ba là phải có cái nhà. Yeah. Rồi thứ tư nữa gì vậy chị? Xong ba điều thôi chứ nhiều điều quá. Nhiều điều quá không hay. Rồi thôi vậy em cũng cảm ơn chị ha. Thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến chúc tất cả cô chú và các anh chị em một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Nếu có thương Tiến cho Tiến like chia sẻ cả nhà. Chị cảm ơn chú Tiến nhiều lắm, mà khi nào chị có dịp chị đi chị ghé chú Tiến. Rồi bye bye chị, chào nhã chị. Bye bye nha. Chào cộng đồng mà.